Báo cáo. Báo cáo ban giám khảo, đội nghi thức đơn vị thành phố Bắc Cạn đã sẵn sàng thực hiện phần thi hát có trống đệm. Báo cáo, hết. Rõ. Dậm chân. Việt Nam, đội ta từ ngày đầu thành lập, xây dựng đến trưởng thành đã và đang góp thêm những gương thiếu nhi dũng cảm, học giỏi, viết dày thêm trang sử vàng của đội. Dù trong chiến tranh gian khổ, hy sinh mất mát hay trong hòa bình xây dựng, đội ta vẫn tiếp nối truyền thống, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, thi đua học và hành, thật thà và dũng cảm, cháu Bác Hồ Chí Minh. Bài hát có trống lệ, đội ta lớn lên cùng đất nước, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã.